sexy không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn ngon, phiêu cùng rap Việt. Sick on stage. Think of you, I know hay biết bao đêm nhung nhớ. Anh từng đêm thao thức mỗi hôm đó, em nguyện gìn giữ trong lòng từng phút giây. Bên nhau được gì ngoài những người thương bên tai vẫn luôn thầm thì. Nhưng sao lạ khi niềm tin em trao cho anh có lẽ đang bỏ phí. Somebody told me rằng thấy anh đi bên ai rồi. Đến hôm nay anh mới cảm thấy you waste my time. Yeah, you're my type, you're my vibe. À, xin cảm ơn DJ Mie và ca sĩ hỗ trợ Huỳnh Tú. Anh thì anh rất là thích phong cách của Mai nha. Em cảm tự ơn tin, lôi cuốn và mạnh mẽ. Vâng. Nhưng mà tôi không biết là vì sao lại có thể hững hờ với lại đóa hoa như thế này. Cho tôi hỏi là điều gì xảy ra với những người đàn ông này? Mời Bin. Bình thường Bin ưu ái cho phụ nữ lắm. Trước hết anh nói về những cái điểm hay của bài hát, những cái điểm mạnh của em mà anh thấy được. Cái thể loại nhạc em đang theo đuổi nó rất là mới, nó rất là trendy. Và anh biết là em update rất là nhiều. Nó rất là ít chất thơ ở trong nó, nhưng mà nó rất là nhiều material hiện đại. Nhạc pop Việt Nam không có dùng được những cái material đó như trong cái bài hát của em. Và đó là cái điểm rất hay của cách khai thác câu chuyện của em. Cái điểm turn off là những cái lúc nó quá nhanh. Anh nghĩ em sẽ không truyền đạt được tất cả những gì em muốn nói. Nhưng mà nhạc của em rất là xịn, rất là trendy trong hiện tại. Rồi, em cảm ơn anh ạ. Karik thì sao? Anh nghĩ là em sẽ là người đồng điệu với bạn ấy chứ nhỉ? Thật ra là em có bấm mà nó không ăn. Có không? Lần sau phải nhảy lên bảo là anh đạp em rồi. Có nghĩa là em chọn. Thưa quý vị, vì tình hình dịch bệnh cho nên máy móc của chúng tôi cũng đôi khi bị giãn cách. Nhưng theo xác nhận mới nhất của huấn luyện viên Karik thì Karik có đạt. Chúc mừng em. Cảm ơn anh rất nhiều. Yeah, âm nhạc không chỉ để nghe mà còn là music ạ. Ừ, đúng rồi, âm nhạc còn là music. Ok. Những định nghĩa tuyệt vời. Mời Karik.
Cái em nhìn ở bạn đó là cái nguồn năng lượng. Trong bài hát của bạn bỏ quá nhiều thứ vô, không biết nên nghe cái gì trước cái gì sau. Nhưng mà em nghĩ cái điều đó có thể tiết chế trong tương lai nếu như mà bạn có thể lắng nghe. Nếu như mà bạn về đội em, đơn giản vậy thôi. Và bạn có đủ tính chất của một người nghệ sĩ ở trên sân khấu. Mặc dù cho tới phút cuối không thấy một cái đạp nào nhưng vẫn rất tự tin trình diễn. Và điều đó là điều đáng ghi nhận. Dạ, yeah. Em cảm ơn anh. Có nghĩa là thà có mà dư còn hơn là không có. Dạ, yeah. Bên cạnh đó thì Ramastic của Môn Dược. Ok, xin mời Ram. Phần trình diễn của em thì chưa quá ấn tượng, tại vì nó vẫn còn rất là nhiều hạt sạn. Cái điều mà anh nhìn thấy ở em đó là cái tiềm năng. Thứ nhất là về flow của em, khả năng bắt nhịp, cảm nhịp của em nó rất là chắc. Đối với anh thì điều đó đã đủ để mà chúng ta có thể khai thác được nhiều điều khác. Yeah. Và điều thứ hai là anh rất là thích cách nói chuyện ở ngoài âm nhạc, cũng như là cái tư duy của em. Nó có rất là nhiều điều mới lạ mà em có thể sử dụng để khai thác trong cách gieo vần, trong cách trình bày ý tưởng. Em là Mai âm nhạc, anh là Ramastic. Anh cũng có vần điệu, cũng có những yếu tố âm nhạc trong tên của mình, nên là nó là cái duyên số. Và cái duyên số thứ hai là anh Karik có muốn đạp cũng không đạp được. Duyên. Bên này là Mai âm nhạc, bên kia là Ramastic. Anh thiện âm thanh. Mai âm nhạc và thiện âm thanh. Có cái gì đó nó rất là tương đồng. Quá Huy, cảm nghĩ của em là như nào? Dạ, cảm nghĩ của em là thót tim luôn á anh. Vì sao? Thì em tính đạp bạn, nhưng mà sau đó là em thấy Ramastic đạp rồi. Và càng thót tim hơn nữa khi biết là Karik cũng có đạp. Em tính đạp bạn đúng không? Nhưng mà có người đạp rồi nên em không đạp nữa. Dạ. Thật sự thì bạn có một cái phong thái rất là tự tin. Và cái nguồn năng lượng của bạn á, nó rất là tươi mới. Suốt quá trình mà em theo dõi cái màn biểu diễn của bạn đó, đúng như Ram nói về những cái hạt sạn đó, nhưng mà có thể mình đem về mình gọt giũa, mình chỉnh sửa được. Ok, xin mời hai vị giám khảo cho nhận xét về Mai. Anh cảm thấy là hôm nay thực sự là bất ngờ khi mà Mai âm nhạc với những cái câu trend, câu trúc trên mạng rất là nổi tiếng, mà hôm nay tại sao trong một bài hát lại thể hiện cái tình cảm và cảm xúc trôi chảy đến như vậy. Em có cách đi flow và có cách dung hòa năng lượng từ đầu đến cuối, duy trì nó rất là tốt. Nhưng mà anh chỉ cảm thấy tiếc một chút thôi, là giữa ba cái verse của em nó bị một cái sự tương đồng quá. Nếu mà nó thay đổi ở một cái verse tương phản hơn thì cái phần trình diễn của em sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều. Vâng, cảm ơn anh ạ. Mời Justin. Chào Mai âm nhạc, anh là anh Tuấn giai điệu. Mai âm nhạc, thiện âm thanh và đúng giai điệu. Ok. Đúng như là mọi người cũng nói đấy, thì em cần thêm một chút gì đấy tiết chế hơn trong cách phân bố nhịp điệu này, trong cách phân bố bố cục của bài hát. Và cái câu chữ em đang bị dồn nhiều quá, thì cái đấy là cái anh thấy đáng tiếc nhất, là để cho mọi người chưa cảm nhận được về lyric của em. Cái đấy anh nghĩ là nó cũng không quá to tát để mà mình có thể sửa đổi. Cho nên là nếu mà em về bất cứ với ai thì cũng nên nghe theo cái định hướng của mọi người để có thể tốt hơn. Anh nghĩ là em có thể làm được nhiều thứ hơn nữa. Tại vì em cũng khá là yêu âm nhạc và cũng theo dõi giới của bọn anh từ những ngày em còn bé, đúng không? Vâng ạ. Rất là mong những cái tiết mục sau em có thể lột xác hơn nữa từ âm nhạc của em. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Không, mà thật sự mà nói á, anh cũng rất là ấn tượng về em. Tại vì anh thích ở em cái phong cách trình diễn. Em ra sân khấu em rất là hút cái ánh nhìn của mọi người. Em biết cách truyền tải năng lượng. Cái còn lại là kinh nghiệm thì họ sẽ cho em. Tại vì anh biết chắc chắn là trong cái khối óc này nó sẽ có rất là nhiều điều thú vị. Mai âm nhạc đẩy và âm nhạc nhiều quá, cho nên cần những thiện âm thanh, cần những túng giai điệu để chỉnh mai âm nhạc lại. Xin chào em, anh là Thành Nước Mắt. Ok, thưa quý vị, hiện nay là chúng ta có một cuộc tranh đấu giữa tôi phải tìm cho anh Khoa một cái tên. Anh Thiện âm thanh thì chỉ có anh Khoa âm binh thôi. Nó không còn cái âm gì. Âm hưởng. Ok, anh Khoa âm hưởng đi. Nghe cho nó âm nhạc hơn chút xíu, chứ nghe âm binh thì nó cũng tội anh Khoa quá. Không biết là anh Tuấn giai điệu nghĩ thế nào giữa Thiện âm thanh và Khoa âm hưởng, ai là hợp với Mai âm nhạc? Anh muốn mày về đội nào? Anh Hưng. Ừ, anh Hưng liên khúc. Ok mà, đúng không ạ? Dạ vâng. Tuấn giai điệu và Hưng liên khúc đang bàn nhau vẫn chưa ra vấn đề. Ok. Anh thì anh thấy là
anh Thiện âm thanh kia thì anh hướng đến những cái sự chỉn chu và anh có thể tiết chế được những cái của Mai Âm Nhạc. Chuẩn còn anh. Khoam Hưởng cái thời còn đang hoạt động ở underground cũng viết nhiều chữ đúng không, nhưng mà khi mà lên mainstream thì bạn đã tiết chế rất là nhiều và cái sản phẩm rất là viral và thành công. Thì bây giờ anh đang lăn tăn bởi vì cần đặt hai ông này lên bàn cân thì nó cân bằng quá, cũng không biết theo về đội nào cả. Chúng ta nghe những người trung lập nhá. Bin thấy thế nào? Bin là màu sắc thì bên gọi là Bin âm sắc đi nhá. Em là Bin âm thầm. À, Bin âm thầm. Ok. Cho anh ba chủ đề em muốn rap về đi. Chủ đề thứ nhất của em là nói về cao su của các cô gái ấy, hay bị delay ấy. Giờ cao su, em phải nói cho rõ. Ok. Chủ đề thứ hai thì về tình yêu đồng giới. Và cái thứ ba thì là hiện tại em chưa nghĩ ra. Tuyệt vời, đó là chủ đề thứ ba đó. Chưa nghĩ ra. Dạ vâng, đúng rồi. Nó là chủ đề thứ ba, Mai, em làm sao? Cảm ơn anh rất nhiều. Tuyệt vời, Mai, cái gì chưa nghĩ ra nó là một chủ đề. Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều. Đó là vô định, ok. Vô định. Dramatic, for sure. Tại vì như vậy, ngay từ đầu Thiện đã nói là cái vision của Thiện trong lần này gần như là thay thế Suboy ở lần trước. Nên những cái gì nó rất là dị thì anh nghĩ Thiện sẽ rất là muốn handle những thứ đó. Yeah. Và Dramatic là người anh tư vấn cho em để về. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Thế Huy thì sao? Em cũng nghĩ là Mai Âm Nhạc về đội của Dramatic sẽ thăng hoa hơn trong cái con đường âm nhạc của Mai Âm Nhạc. Nhưng mà trong cái trường hợp mà nếu như mình muốn xem một cái gì đó nó lạ lẫm hơn á thì là về team của Carrick. Nhưng mà về cái đường âm nhạc á thì là về bên ba phải. Dạ, yeah, anh hiểu đấy. Ai nhìn vào thì cũng thấy là nếu như mà về những cái tư duy độc lạ thì em rất là hợp với Thiện. Về một cái màu sắc mới như Carrick thì em lại chưa có trải nghiệm. Thì Carrick lại có rất là nhiều những cái trải nghiệm về tình yêu, về cuộc sống thì lại có thể giúp cho em rất là nhiều để khám phá những cái bầu trời mới. Tại vì bản thân em đã có cá tính rồi, em đã biết em phải làm gì rồi, chỉ cần một cái người đưa chất xúc tác cho em mà thôi. Dạ. Yeah. Bây giờ thì ý kiến cuối cùng vẫn là của những vị giám khảo. Xin mời hai vị. Cái mà anh nhìn thấy trên sân khấu của em là một người nghệ sĩ trình diễn. Và bản thân Carrick là một người có thể định hướng cho em về cái đấy một cách chặt chẽ nhất. Anh mong muốn em về với đội. Carrick. Và chúc mừng đội Carrick tiếp nhận thành viên mới.